Có 39.000 đồng một sản phẩm chỉ có. Dạ, cả nhà em Nga xin chào cả nhà. Hôm nay chú em Nga Tết cũng về đến nơi rồi đây này. Rất nhiều những mặt hàng phục vụ cho bà con. Những cái mặt hàng này chủ yếu là người ta bán Tết thôi. Khi nào gần Tết mới đưa về nhiều. Vâng, bà con ở đây cũng vậy. Như kiểu gần Tết mới có tiền á. Thế nào gần Tết mới đi sắm đồ. Ai cũng vậy. Rồi giá so nổi bát đĩa. Khi nào cũng gần Tết mới đi sắm. Bà con cô bác đi chờ đi. Hôm nay ở 1, 2, 3, 4 quán, 4 xe ô tô về bán hàng luôn, rất là nhiều. Khi đi thì ông đã dặn bà mà thấy hàng thanh lý đổ đống thì cứ sợ bà mà mua luôn. Hôm nay ở đây mùa màng xong rồi cả, thế là bà con đi chợ rất là đông. Em đi từ ngoài cổng chợ vào đến đây là chỗ nào cũng thấy người. Hôm nay thì người mua nhiều hơn người bán. Chứ mọi hôm thì đúng là thấy người bán nhiều hơn người mua. Nhưng hôm nay nhìn chợ đông như thế này là cũng có một chút hương vị của Tết. Với hơn 200 hàng vô cùng phong phú đa dạng cho bà con cô bác lựa chọn này. Bộ chầu chảo rất là nhiều. Anh bên nào cũng nhiều, bên nào cũng đẹp. Ôi da, bà Liên mua chị bà Liên. Ngắm đi thế, ăn đồ đẹp thế. Đi ngắm đó. Bà ngắm chị đâu? Ngắm có cái mắm nó nghe mỏng. Mỏng không? Ừ. Mâm nhìn thế mà này dày mỏng à? 4 châu cũng mỏng, mà loài 7 châu cũng cùng mỏng. À. Mắm. Đợt năm ngoái trong mùa quán là con nữa à. Thấy ở đấy. Ôi, bát đĩa đẹp thế. Cái này bao nhiêu ạ? 70. À, cái này 70 ạ? Ừ. Cũng dày chứ mơ. Cũng dày thế. Cũng được đó. Mua cái cho dày dày về mà băm mưng cho nó vững. Chứ không người nhớ cố đổ đó, oặt ra đó thì bận. Oặt đổ cả mâm thì giờ. Ở bên kia là quần áo. Rất là nhiều loại quần áo. Nhưng bây giờ chủ yếu là quần áo mùa đông. Bắt đầu tối hôm qua đến nay lại vào rét nữa nè. Bao chị nhìn chị ạ. Lạnh. Bán cái này xính cái này. Mãi này thì bán như thế nào ạ? Cái này là 25.000 một chiếc. À, 25.000 một chiếc ạ? Dạ. À, này cái đấy này 25.000 một chiếc. Đẹp lắm, toàn rổ giá đẹp thôi. Đồ thì đồ nhôm nhưng mà cũng không được dày cho lắm, hơi mỏng một chút. Đó, bộ cốc quay này đẹp hơn. Mắc ạ? À, bao nhiêu mà mắc ạ? À? 39.000 ạ? À, không được đâu, hàng này là hàng 39.000. Cái đồng giá là 39.000 thôi. 39.000 em thấy đẹp mà. 39.000 một bộ cốc có quay này đẹp hơn bộ này. Bộ này chắc rẻ hơn à bác? Cốc cốc được cũng bằng. À thế à? Thế thì uống nhìn cái loại có quay này mình xử hơn, đẹp hơn. Cốc rẻ hơn này, cốc được 35.000. Dạ, dạ. Đấy loại đấy đẹp đấy chị ạ. Đến đây thì cái gì cũng đẹp. Hòa mắt hòa mũi được ạ. Ba mua về cho ba ơi. Em đang muốn mua một cái cặp lồng để về thỉnh thoảng đưa cơm cho anh Quý, mà chưa thấy cái nào nó có 2 đến 3 tầng cả. Mua được cái loại 2 3 tầng nó thì nó sẽ bỏ được thức ăn nhiều, và vào một cái cặp lồng thì nó sẽ gọn hơn. Nhưng mà ở đây em không nhìn thấy. Em ơi, chỗ mình không có cái cặp lồng hả em ơi? Không có cái cặp lồng mấy tầng nữa à? À, chị muốn mua cái đấy. Mấy chục á? Ô, thế à? To ăn ít bát đi. To lại chục. Ờ. Lại chục á. Em Nga mua cho bé Thảo một cái xìa với ăn cơm. Xìa nó sâu thế nhỉ? Xìa ở nhà nó to quá, các bạn ăn phải canh mồm ra. Giờ mua cái này cho nó dễ. Lần trước mẹ mua rồi, bạn ăn bạn vắt đi nên gãy hết. Mua mấy cái luôn. Mua đi 2 cái. Ăn cái này khi nào hỏng còn có cái khác. 45.000 hả em? Ờ rồi ok. Nga mua một chục bát nữa này. Mua đi chị. 45.000. Ê chị mua chục đũa nữa em yêu. Dạ anh ạ. 45.000 chục chứ. Đây chị. Dạ dạ em không nghe. 45.000 là 60. Ờ. Thì quần áo nhiều rồi thì cũng sang ngắm một chút cho nó thích. Chứ năm nay em ngắm quần áo thì mua rồi.
không định mua nữa, nhưng thấy nhiều đồ đẹp quá là chạy sang ngó thế đi. Còn Toàn với Hương thì chưa mua, nhưng ít nữa các con phải tự đi mua cơ, chứ mẹ mua về các bạn hay chê lắm, thế là không được. Mẹ chỉ mua được cho Thảo thôi. Sắp hết rồi chị Hề. Hả? Sắp hết rồi Hề. Sắp hết xem ạ. Đây đây. Bánh đúc. Ôi, hôm nay không ăn bánh đúc nữa. Em mua bánh trưng thôi. Chị tiền em để đấy đấy. Cất cho em đi ngay. Hôm nay không có cái giò thanh nữa đúng không? Giò hề xem đấy. À dạ. Không dám luôn. Bán hàng đây. Dạ, nhìn đâu. Dạ. Dạ. Bây giờ em Nga đang ra quán để chọn tất cho Thảo đây. Tất tay. Ôi chị em tất tay mà. À đây đây. Bạn ấy mấy ngày hôm nay gió rét mạnh nhá. Thế là để tay họ ra. Bố bạn cứ ra bắt mua tất, nhưng mà tay cho trong áo rồi. Bố bạn cứ bắt mua đây này. Chị em, hình như đôi này đôi to phải không chị? Đối là con bé nhà em 4 tuổi được không? 4 tuổi là nhỏ nhỏ hơn chị đấy. Em này nhỏ. Ừ đúng rồi đấy, lấy này lấy này. Lấy này lấy chưa ấm. Này đây thì bé Thảo vừa đây. Tôi lấy cái màu này cho nó tối tối thôi. Đó. Đẹp chưa? Cả nhà ơi, em Nga đi chợ ra, thế là đi ra ruộng, ghé vào ruộng để xem ruộng, thế là thấy ốc ăn. Thế là giờ đi vào xin mấy nạm mạ đây, giờ để đây chiều hoặc mai là đi dặm. Ô, may quá ra mà ghé chứ không có ghé coi á, chứ không có là không biết, ít nữa nó có cơ. Yeah, ra mới nấu cơm. Nhưng bữa phê nào? Đi nhảy giờ về mới nấu cơm hết ạ. Bò mổ? Hả? Bò với mẹ. À. Ô, bây giờ về em Nga phải để mạ ở trong nhà tắm đây cho nó tươi. Tại vì ruộng mới phun hôm qua. Thế nên là em không xuống đâu, không xuống tắm đâu. Để mấy hôm nữa rồi xuống. Ơi. Để ngoài nữa. Để trong nhà tắm mà anh chồng không chịu đây. Nằm ở trời này không hư, không nóng mà. Cầm ra ngoài vườn mà để. Có phải mở ra không hay để cả bón ạ? Mở ra chứ. Thế là phải mở ra. Su hào em Nga củ to bằng tương đấy đây này. Súp lơ thì chắc khoảng dăm bữa nữa mới được ăn. Được có mấy cây su hào, mấy cây súp lơ. Rau cải thì ăn chán ăn chê rồi. Ăn còn nguyên một luống hôm qua bỏ vào, hôm qua cắt vào luộc xong rồi chấm mắm tỏi ngon lắm. Em Nga vãi rau mà vãi rồi phân tươi. Phân tươi quá thế là hỏng mất này. Ồ, rau mùi cũng vậy. Phân tươi thế là chết hết. Có mỗi cái đám này là phân dạng kiểu không đến nơi ấy. Thế là còn được này. Còn đâu nó cả tấm hư cả luôn. Tiếc thế không biết. Ôi da, cả nhà, khi nãy em vào chợ mua một quả bầu này. Định mua một nửa thôi, nhưng mà người ta không bán. Người ta bảo thôi được bán này, lấy cả quả về mà ăn. Thế là một quả to như thế này có 10.000. Không quý này. 10.000 một quả. Nên là cho đứa em một miếng. Thế còn từng này về nhà em phải ăn hai miếng. À hai bữa, để tí gọi mợ xem mợ có ăn không thì để cho mợ miếng, mà không có nhà mình phải ăn hai bữa mới hết miếng này. Hôm nay bắt đầu vào mùa, người ta trồng nhiều xong mà bầu rẻ. Ôi trời, rét mặc bao nhiêu áo vẫn rét. Sáng nay em Thảo đi học mà em mặc cả bộ quần áo mưa ở ngoài, hai mẹ con hai bộ luôn. Mà vẫn cứ rét cả gió quần quật luôn ấy độ. Đi xe em tưởng tượng như gió nó muốn thổi mình rơi dây ruộng ạ. Bây giờ về mà nấu ăn đây. Chồng đang dê với bò. Dê với bò ấy. Nóng thì tiêu, nóng lạnh thì tiêu nọng nữa. Mạnh nữa. Ở đây cái bầu đấy gọi là bầu ta. Người ta hay ăn cả hột. Có nghĩa là khi đang non á. Còn non người ta ăn cả hột luôn.
không thể phải gọt như thế đâu. To quá nó khó. Cắt ra xong rồi xào, tí xào với này tép, tép khô. Rồi tép khô và xào ăn ngon lắm. Nhưng mà cái này nó ăn nhanh chán, chỉ ăn hai bữa là chán lắm rồi. Thế em mới đang lo mà mua một quả cho to về mà ăn 4-5 bữa mới hết thì chán nữa là chán. May là cho được miếng. Vỏ non cũng ăn cả vỏ luôn. Xào nó còn mềm lắm. Cái hộp cũng non, vỏ cũng non. Oh, em mới cắt cho có một miếng thôi mà được khối rồi đấy này. Bây giờ còn nửa quả này, hỏi mợ có ăn thì ăn, không ăn thì cất ở trong tủ bữa khác để ăn. Có số cho con mua đấy. Được của quái bắt về, không chịu không hên. Anh đang sổ sán cho dê, sổ run. Mua tủm nọ này em này rảnh như làm được không? À, dạ vậy thôi cả nhà ơi, dạ em Nga xin dừng video tại đây để ra giữ dê cho anh ấy, cho dê uống thuốc run rồi em Nga nấu ăn. Dạ xin hẹn gặp mọi người lại những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.